vị không làm sân khấu lắm đâu. Sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với tiếng hát của người đẹp Bùi Uyên Nhi. Và không được sân khấu lắm đâu, cho phép Nhi được gửi đến tất cả các anh chị mình và một người thương yêu dấu của Uyên Nhi, báo ra mang tên Ít Thôi nhé. Nghe không Uyên? Ít nhưng lâu dài, mời các chị cùng lắng nghe. Lắng điểm giai lộn nha. Cảm ơn các chị mình rất nhiều.
nhiều đã lắng nghe qua ca khúc Ít Nhưng Lâu Dài đến từ sáng tác của nhạc sĩ Giang Nguyễn và giọng hát của Bùi Quyên Nhi. Hả các chị ơi, và ngay từ dòng lại này các chị mình trở lại với chương trình Lô Tô Show. Quyên Nhi kính mời các chị mình ai chưa có nhé thì giơ tay cho Nhi xin một ngón tay. Em điều động nhân viên nó buông được các anh chị. Nếu như ngón tay các chị mình đưa lên mà Quyên Nhi không thấy, các chị mình có thể tháo rời ngón tay ra mà cầm ngón tay mình quơ quơ rõ ràng cho Quyên Nhi thấy nha các chị. Dạ. Trời đất ơi. Thánh thần ơi là trời, nếu như các chị giá như mà quý bà của chú mình đứng tại vị trí này, các chị mình vừa thấy em nói là anh trai dơ cho em một ngón tay, anh trai không dơ một ngón tay, anh trên như hai ngón tay, anh trai làm gì nè, chết rồi trời. Quý Nhi không thích như vậy đâu nha chưa. Em sợ lắm, nhột lắm, em không chịu nổi. Trời ơi chết luôn nha. Hôm nay là đây các chị ơi, chưa giới hòa cho em nha. Mọi người thì một tờ là giới các chị ơi, dùng lại này 20.000 đồng, nhà qua tặng phẩm là 500.000. Và ngay từ bây giờ các chị mình đã có nhớ trên tay. Quyên Nhi kính chúc các chị gặp thật nhiều may mắn. Trời đất ơi, chậm lại đây các chị ơi, ngồi trên Quyên Nhi à, 1, 2, tiếng cuối trên tay người đẹp Diệu Nhi nắm một nùi vé chưa bắn hết. Diệu Nhi nha, tao còn 4 vé. Ok. Rồi à, Tâm ơi. Cuối đầu xin lỗi liền. Má còn lại má. Ừ. Rồi, Tâm ơi, mấy vé nó Tâm. Làm nhiêu vé má mà đưa một nùi ai mà biết, 7 vé nữa, nha. Ok. Rồi, nghe tìm giờ các chị mình hốt, sao có bắt đầu, do số. Dòng lại này, 500 ngàn đồng giải tượng. Chứ chút cái gì, má, kìa vé. Đó, chị gái mặc áo bông đeo khẩu trang trắng. Ừ, đã đúng rồi, trời ơi. Con mấy cờ ra, mấy gì ra. Thành phố buồn, lắm tơ vương. Cơn gió chiều, lạnh buốt cái hồn. 24, 24. Ông ơi, tôi giờ không có tâm trạng, tôi ca nữa đâu. 24, 24 quên, xin lỗi. 24, 24. Trời ơi, sao kỳ vậy trời. Vậy mà sao? Cái này anh tao nó giúp cái túi vậy các bạn. Ủa chứ sao thành 4 cái rồi? Bây giờ là bạn gái tao có 2 cái, sao bạn đòi lên đây chiên cục nó thành 4 cái kỳ kỳ vậy? Cái đó đúng vậy đó, mặc sự đó là nghĩ đen gì mà em nói túi ngực. Dạ, cái này là cái túi đặt trên cái ngực các chị. Chết rồi. Mày gì đây à? 24, 24 mày gì đi tiếng đàn ta lư. Còn số từ Con số 4, số gì đây, số gì ra. Ai mua sầu riêng có, ai mua sầu riêng. Xin nhìn chân cái quán em đi bán trái sầu riêng. Nhưng em không bán tự duyên. 60 nguyên, nguyên 60, còn 60. Còn 60 là còn 60. Số gì đây, mày chỉ ra cái số gì đi, số gì ra cái dạng lô tô. Mình nhậu lại. Số gì đây trời mưa lâm giam. 25 số gì đây số gì đây chàng gì chàng nhớ em không em về em nhớ hàm răng hô mà sơn cười quyên 50 con 50 ở duyên chỗ nào con 50 về đây bên nhau 46 số gì đây, sao ta có mấy số gì đẹp là ta kế gờ hơn. Dạ 46 là chứ ba
Trời ơi. Dòng lời này là dòng lời đặc biệt. Dòng lời này là dòng lời đặc biệt. Đặc biệt nha, 40.000 đồng trúng 1.200.000 đồng. Theo lời đặc biệt 40.000 trúng 1.200.000 đồng. Kính thưa quý vị, vòng loại đặc biệt đầu tiên quý vị chỉ trúng có 1.000.000 đồng thôi. 40.000 cho mỗi cho một tờ lá vé. Chào nhân viên bán vé nhớ cho em 40.000 đồng vòng loại đặc biệt nha. 40.000 nhận 1.200.000 đồng. Trả lời khách giùm em. Dạ, vòng loại này chúng em tăng thêm 200k cho tất cả quý vị, mình cùng dò số cái gì mình nhé. Dạ, tờ vé màu hồng 076, tờ vé chơi giờ đặt giải 46. 46 có 1, 60. 60 có 2, 25. 25 có 3, số 4, hợp lệ. Hợp lệ. Các anh chị thông tin tưởng ở đây thì dùm lại 4 có hàng ngang đem dùm bao nhiêu kiếm qua. Số 4, 25, 46, 60, các anh chị hợp lệ. Dùm lại đây dùm lại đặc biệt đem đang đào mời các anh chị mình. Giá trị giải thưởng trong loại này lên đến 1.200.000 đồng. Cho 40.000 đồng cho một tuần là giá, các anh chị mình ủng hộ nhanh còn lẹ và đầu tư cho em nhi. Một dùm lại khi mà đầu và chúng ta cần đầu tư, các anh chị ai là nhà đầu tư thông minh? Người đầu tư thông minh này người đầu tư nghi từ bây giờ. Tại vì sao ạ? Trong loại này chúng ta chỉ có 40.000 đồng mà thôi. Giá vé như cũ nhưng giải thưởng tăng lên cho các chị mình 200.000 đồng. 200.000 đồng nữa là 1.200.000 đồng cho giá vé 40.000. 40.000. Sao về sớm nhỉ ông xã? Sao về sớm nhỉ? Ở đây ngồi chơi game giống ngày thường cũng được. Em không bắt anh mua đâu thật sự. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Sao kỳ vậy? Trời ơi. Ăn dép đó kìa hả? Trời ơi. Trời ơi. Ngay từ giờ các chị dòng lại đặc biệt cái chiều màu dùng quý nhi 40.000 đồng cho bà tòa đề giấy nhưng quà tặng phẩm 1.200.000 đồng. Và trở lại với dòng hát của người đẹp Hoài Sơn và quý nhi bán được mang tên Thu Ca. Kính thưa quý vị, sau đây tôi mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và hát được mang tên Thu Ca. Lùng sương rơi héo bay, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím răng sầu đó đây. Ngày đi chiều mà sầu tấn, làn sương chiều thu lá lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về rêu thương nhớ, lòng người lướt khách bơ vơ, nghe lá hoa rơi sáng sờ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hát yêu, gió xa đưa nhẹ tiếng yêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy trên lối. Nhẹ dù tà áo, làm mọi người thắm từ cánh hoa đào. Đánh xa vì đâu, dù bao lần lá hoa phai màu, dùng chi cánh hoa lá khi ta dừng đã khuất non xa. Buồn xe xác nhau xưa, tôi biết anh chiều gió mưa. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu phai.
chiều thu gieo lá úa buồn xe rất nhớ thu xưa tôi biết anh chiều gió mưa người đi về đâu ngàn lúc màu hoa chiều thu phai xót xa cho lòng tê tái ngập ngừng sương rơi non xa chiều thu dẫn lối cô đơn nghe tiếng mưa sầu chưa cha mà bóng chiều phai vì đâu mưa xóa tình quen biết nhau chiều rơi vì đâu mà xóa tình quên biết nhau nhắc chi cho lòng đớn đau. Nó nhảy quá kìa, ló miếng bánh bò thúc nốt ra kìa, trời ơi trời. U là trời con gái con lứa. Thương cảm cho em đi cái. Đấy nói nghe nè, là sao hai cái núi của em đâu ngã chia ly dữ vậy? Tại vì hồi đó sao đã... cái khe nó xa nhau dữ vậy? Thảo nào ngay cũng thông cảm cho em thật sự. Lúc mà em đặt cái túi đó, là bác sĩ em phải kêu nịch e là nịch 10 ngày. Cái em cũng nịch 10 ngày, nhưng mà em nịch xong mà cái em ham quá đi, biết không, em ham quá. Cái em gỡ ra gỡ vô. Cái em gỡ mỗi lần gỡ cái nó nhích ra miếng. Bây giờ cái vú em nằm hai bên nách. Cái mọi lần mà ví dụ mà em muốn mà mặc đồ đẹp cái em phải nịch vô. Mà giờ cái chỗ này sao nịch? Bây giờ chị nói nghe này, không em lại bây giờ cái em mỗi lần mà em muốn mặc đồ hở cái em phải nịch. Ôi. Em để bánh bò vô vậy đó, nó đâu có nịch được. Chị hiểu không? Ủng hộ cho tuy nhiên các chị ơi, trong lại đặc biệt thì em đã mời các chị mình chỉ có 40.000 mà thôi. Mình nhận qua tặng phẩm tới 1.200.000 đồng các chị. Nếu như vòng loại đặc biệt đầu tiên của việc chị trúng cho mình giải thưởng là 1.000.000 đồng thì vòng loại đặc biệt thứ hai này chúng em nâng giá trị giải thưởng lên thêm 200.000 đồng cho tất cả quý vị nữa. Dạ. Nhưng chỉ có 40.000 bằng với giá vé cũ quý vị mình nha. Dạ. Thì quý vị ơi còn chần chờ gì nữa? Dạ. Mà rốc móc ra 40.000 liền ta giùm em. Dạ. Đã có câu không đi hội chợ thì thôi. Dạ. Mà đã đi hội chợ thì phải lôi quà về. Dạ. Chứ đừng có mặt đã đi hội chợ thì thôi mà đã đi hội chợ. Dạ. Đứng coi rồi về là dạ. Tụi em cái gì? Dạ. Là cái gì? Trời ơi, tao quyền coi được bạn không? Để không khách vô ngồi không uống nước được không? Yeah kìa. Yeah, đúng rồi. Mặc áo màu vàng. Yeah kìa đó. Bữa nay khách ta tới ủng hộ đông vui, cái đầu ông vui mừng quá chị, ông mong ăn dép với chị. Trời ơi. Ông ăn dép đó gửi ta. Ờ, ủng hộ ta coi, có quyền ta coi. Để bàn cho khán giả ngồi khỏi mua nước nha anh. Trời đất ơi. Còn cái vẻ chuyện với Quyên Nhi. Rồi vé nó vơi dần đi chưa nào. Rồi hồ hết vé hay quá giỏi đấy bà. Đẹp gái bé ơi. Còn mấy vé với Diệu Nhi. Bớt giờ nách lên nè. Còn bà tám vé. Anh đó làm công an đó, bây giờ nách lên tao bắt mày đó. Tâm ơi. Còn mấy vé gì bé? 10 vé. Nghi còn mấy vé gì em? Dạ vụ gì ông nội? Vụ gì? À hồi nãy có đến đơn thể giữ xe không anh? Hả? À xin thông báo về có nãy có một vị khách ngồi ở quán trà sữa có để quên một giấy giữ xe thì liên hệ quên quầy trà sữa bên khu ăn uống. Ok, cảm ơn. Dạ, có đánh rơi một cái thẻ giữ xe đó chị. Khi nào mình về mình kiểm tra lại giấy tờ xe mà chúng ta bị mất cái thẻ giữ xe đó các chị là chúng ta sẽ không được mang chiếc xe về, các chị mình liên hệ trên quầy vé các chị mình đập cái mã xe của mình để cho mình nhận lại được cái thẻ giữ xe đó chị ha. Bình tĩnh em giữ giùm các chị bình tĩnh tới cuối giờ các chị. Rồi tất cả quý vị ơi, dòng loại này là dòng loại đặc biệt thứ hai, dòng loại tri ân thứ hai trong đêm ngày hôm nay. 40.000 đồng cho một tờ lá vé, nhưng giá trị giải thưởng em nâng lên được thêm vụ gì mày kêu chó hả? Má tôi đang không vụ gì vậy? Đạo quá Messi ơi. ý con Nhi nói ăn ngon. Ông má ơi, sao mà kỳ vậy trời? Trời, con Sơn nó làm cái gì mà người ta nhìn xuống, ta đi xuống, ta nhìn vậy nè. Không hiểu luôn, sợ. Nhìn cái mặt sợ thiệt. Cái ánh nhìn đó là cái ánh nhìn thèm muốn đó. Hả má? Đâu có người ta sợ. Người ta sợ em lấy cái gì đó của người ta. Người ta kiểm tra coi rồi bà đây lấy cái cự ly máy vào nhào tới bà tá thụp mắt của ta đó. Dùng quỷ. Thôi, trong đây nó cái chiều mò chim gì vậy? Cái gì? Chị khỏi cần nhào tới, chị đứng đây chị cạp cũng tới vậy thôi. Ây, chị hôn mà. Đúng rồi. Ây, chị bà hôn mà. Mở quá dài đi. Cái gì ơi, hộ trang dùng lại đặc biệt. Cái chị ơi, 4 giờ giờ người đẹp. Người đẹp của bác còn phạm còn nhiêu? Trời còn ơi. Còn một người luôn. Quỷ thần ơi, giờ 2 vé tôi còn 2 vé. Thôi ơi. Cô ba, em nói cô ba nghe. Cô ba biết sao cô ba bán vé đắt không? Cái bữa nào mặc cái đầm đó không? Cắt hai cái tà hai bên lên. Bước cái bước cho nó rộng ra. Đó, bán vé đắt tươi xanh. Chụp sao đi. Thôi, tôi còn có 4 vé. Thôi,
Vậy thì bây giờ em xuống em giúp cô ba anh tí xíu đi. À, giờ em vô lấy cái kéo trong kìa, em chạy xuống. Em xé luôn. Xé luôn đúng không? Em xuống nữa, em xuống nữa. Rồi, xuống hết đi. Đây, rồi. Đây, em nữa. Cho em vé đi. Cho em vé. Quý vị hướng mắt về người đẹp cô ba Cường Phạm, người đẹp Hoài Sơn và người đẹp Bùi Uyên Nhi thưa quý vị. Và bây giờ người đẹp cô ba Cường Phạm sẽ được hai nhà thiết kế, mình thiết kế tí xíu về cái đầm tí xíu nha. Ủa màu đây đẹp đặc biệt đẹp cha ơi. Rồi quý vị nào chưa có lá bé trên tay mình nhấc nhẹ ngón tay lên mình ủng hộ cho đoàn mình đi ạ. Kìa phía bên này nè. Anh lão. Ở phía bên này có ai vé đẹp không mà giơ tay lên giùm em cái hả? Ai vé hả trời. Bốn chậu đây nè, cho tôi 20 ngàn tôi thối người ta coi. À đó. Ừ. Phải không? Đây này, em thích đây nè anh, khỏi mặt em lo cho anh hết trơn rồi. Ờ, à, bạn anh trả tiền, em biết lấy tiền bạc của anh mà. Đó, mượn như 20 nha. Ra để cho anh xin tiền của chị của giám của bạn. Mà nãy giờ mà người đẹp của ba Cường Phạm cũng còn một người kìa. Ờ, đây nè, em còn 2 vé, anh chị ủng hộ cho em đi 2 vé nữa thôi nè. 2 vé dễ thương nữa đi, ai ạ? Chị... Rồi có gì ơi, cho tay người đẹp Bùi Thanh Lộc. Ê, bà đổi bà. Chị quỷ. Cho tay người đẹp Bùi Uyên Nhi còn 2 vé cuối gì ơi. À, dạ, vé thẳng, vé thừa, vé vừa đọc giải gì? Dạ, 80. Mình bỏ ra có 80 mà lấy về 1.2 triệu. Quá hời. Ờ đó, 8, ở gì mà 40 mà 2 vé là 80. À, 2 vé, à. Ừ. Dạ. Hai ai xin giúp chị xin đi một món tay riêng. Hết 2 vé này làm sổ liền. Sổ liền luôn, ai tôi không để chờ đợi lâu thêm nữa. Cô ba còn mấy vé cô ba? Ờ. Cô ba còn có 3 vé hả? Cô ba 3 vé khép nách lại. Rồi, có gì ơi, ngửi vé đi quý vị. Hai chủ nhân cơ trên tay người đẹp Bùi như còn 2 vé quý vị ơi. Chỉ có 80 ngàn tới gì, ai là đại gia nào quý vị? Bà Sơn, Mạnh Thường Quân gì? Xuống đây. Kìa, à, chết kìa. Đâu, ai đâu? Sọc cà rô. Đâu cà rô ơi? Sọc cà rô. Sọc đâu? Sọc rô. Em là rô. Rô, em là rô. Rô, đầu với trái vừa cô. Ở trên. Rô, em là rô. Rô, hai vé nó đi rô. Hey, rô đang đi vô. Một vé nó đi rô ơi. Hai nhà anh đang rô. Hả? Anh rô một vé nó đi như ba rô, ba rô, ba rô, ba cơ, ba chuột. Đi đâu rồi, răng nỉ rồi. Cái gì vậy ơi, người đẹp Tây Hồ còn một vé cuối. Một vé cuối cho tay người đẹp Tây Hồ. Rồi có 2 vé bán hết làm gì nè. Ủng hộ cho em một cái giờ ra anh nha. Anh Trắng. Rồi anh không chịu luôn hả, anh Trắng ơi. Để bán không hết 2 vé đó, tối nay khỏi lương. Ờ, không anh Trắng không mua đi, anh Đát mua đi. Anh Đát. Bà nội ơi. Quay qua rồi. Không được một vé ra tối nay. Quay đi lên. Đi lên đó quay. Khỏi lương hả? Kìa, khỏi lương. Trời ơi. Rồi láng đây, ráng dụ một vé đó cho chị. Nè, đúng rồi, đi mình tí. Rồi mày dán cái gì lên ngực, mày đang thui vậy? Vé nó đi nha, vé nó đi. Nó xong. Còn một vé cái tay đẹp Tây Hồ quý vị ơi. Lấy giùm em đi, lấy giùm nó đi quý vị. Nó tội nghiệp, tối nay nó không có lương, tối nay về nó ăn gì tối. Quý vị cầu. Em đổi 500, cho em đổi 500. Trời ơi, rớt vé con mẹ ơi. Dạ. Rồi quý vị ơi. Những tờ lá vé đã vơi dần đi rồi quý vị. Bây giờ ai có vé thân mắc cấu thì chuẩn bị dò số cho mẹ quý vị mình nha. Trong loại này có chúc tất cả quý vị sẽ gặp nhiều may mắn. 1.200.000 đồng. Bắt đầu. 3 4 5. Số gì ra? Máy gì ra? Không phải gì ra. Đầu nó điếm như vậy. Nó tập điếm hả trời? 10 20 40. 1 2 3 5. Trời con này nó học giỏi ghê vậy trời. Số gì? Ừ. 100 m. Rồi thối tiền là nấu vô trong cái mi như vậy thằng ông nội. 200 bao nhiêu à? 200 m. Cái thằng đó tao mà nó không biết điều với trời. 200 m. Nó nói cũng như là đây là đờn Khải Tai Châu nó nói vậy, nó cũng nói rồi là 310 401 rồi cái con này. 100 m. Cái thằng con trai giả gái này. Sao? Hợp lệ. Trời con hồ chưa bán được vé đó luôn hả? Trời ơi là trời. Tôi. Rồi. Thằng Lộc ba, thằng Lộc nghệ danh Bùi Uyên Nhi. Cô có rồi má ơi, khỏi má. Khỏi rồi, nhiều má. Rồi vậy đi, rồi rồi đi vô tủ ngủ đi. À, đó. Trời ơi, rồi, tối nay có lương. Hả? Trời ơi. Hả cái gì? Không có gì hết trơn. Trời đất ơi. Hết gì hết rồi, đè Nhi ơi, Nhi ơi. Rồi, số. Giờ số gì ơi? Số gì ra? Máy gì ra? Con trời gì ra? Máy gì ra? Tội trình cặp nhũ đôi ngã chi ly nó mắc cười quá. Máy gì ra, con cờ gì ra, máy gì ra, con số gì ra. Không em béo mà, không em lấy mẹ keo em quấn. Em lấy băng keo em quấn lại. Quấn rồi hả? Đứt băng keo hả? Đứt băng keo. Số gì ra, máy gì ra, con máy gì ra, nắm gì ra. Cô ba còn một vé. Rồi sổ luôn đi, 57. Số đầu tiên 57 đây. 57 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
xanh nước biển có 57.
57 mới. Một con nó bắt gì đây, mười gì đây, còn đâu đây tiếng gió vừa phi, mà ngờ con tàu vô sông mơ xa. Ủa cái này giống bão giông cái gì ta? Vô sóng đó. Hai cái mi mà nó thúi quắc là tại con này. Miền non sao tiếng nhạc chiêu chiêu, bường phi dung phương nam chiêu bạc đá thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm giọng tô, qua bao cuộc bể dâu à, mai dân cho đời là bài tình ca đất phương nam. Nó con 18, con 18, con 18. Con 18, gần gần vô thì bà con ơi mới hai con 18 và 57. Mấy gì đây? Mày gì đây, ra có mấy con mày gì đây, mày gì đây. Em đi đâu về? Em đi chơi lâu tôi về. Mà tóc đầy mẹ. Mẹ đâu ta? Mà tóc ở đây chi? Mà tóc ở đây chi? Em ngồi mà em chài, rất dài mà con chi. Rồi cười một bên, la 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 dài con chí là con đợi rất dài con dáng mới ghi. Con số 3, con số 3, con số 3 là bầu của má. Con số 3 con cờ gì ra mấy gì ra, số gì ra con mấy gì ra, bên vinh lá rơi thù hà em ơi. Số nè đường dài mình phụ em không đứng thế đâu, mấy nước cuộc cơn lửa binh hết kể chuyện chung tình đóng ta như em một mình. Con số chín con số gì đây, mẹ mua cho con yêu đất, mẹ mua cho con yêu đất, ý a ý a, theo không đợi ăn cơm, theo chỉ đợi ăn cắm. 58 con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, tuổi em còn xuống như bông hoa mới nở, ao bên đợi chờ bao kẻ mà ước mơ. Em hãy vòng hờ kéo không là quý khốn. 54 54 54, xuống gì đây à, xuống gì đây, xóa có mấy xuống gì đây à, vẫn tuy những ước mơ xe tên thưa chuyên theo giờ chàng hùng anh à, nào ngờ đâu nhai ngang đời ta. Buồn thì ngơi ít cam mà vô tình chỉ còn 19, còn 19 chỉ còn 19, còn 19 là còn 19, còn 19 mấy gì đây, số gì đây à, mấy gì ra đó, ba gì đi ba trời ơi. Rồi ra đây ông bên đây, đây quay vô đây luôn, quay vô đây đó. Diễn giờ lên đây, từ từ chưa nói không. Trời ơi trời, tự nhiên nó bồng, tụi nó quay dài vòng, tự nhiên sao tôi đã dữ vậy trời. Ê bà đổ đây, tôi đang lót cái quần đụng đít. Đụng đít chưa có lót, thấy cặp giò bà Lâm không mà trời ơi, đàn bà gì đâu, cái cặp giò như là cái sân cỏ vậy quý chị ơi. Lên. Hồi xưa là má em đẻ ra là hạt sớm, nói là em có một cái nhan sắc lộng lẫy, nhưng mà cái đám lẫy chưa vậy. Mày chị đây, số chị đây, mày chị đa, số chị đây à, mày chị đây, ma chị đây, ma chị đây. Ai chê phụ nữ không đủ sức chi tài, giờ sách cha coi con bà mà chứng đưa con bà mà chứng dương. Đời ngựa cầm gương đuổi quân mà tôi định quyết giữ thành đi linh á. 39 á, 39, 39, 39 là tấm vé cờ hơn. Trời ơi, trong lời đặc biệt con 39 như điểm kêu qua đã tìm kiếm được chủ nhân đặt giải. Các chị mình khoan vui sao bỏ lại giá trái thích chàng kinh vong trên sổ. Mời em ơi, một vị khán giả may mắn chúng ta bước vào sân khấu anh trai. Nãy mình mua 2 vé, bây giờ mình dò nhi luôn đi. Không dò hả, anh trai lên đi em tặng anh cho lá vé. Em tặng cho lỗi em tặng mà anh á, anh đúng rồi. Trời ơi trời, công chúa nữa, quần hồng. Trời ơi, cái quần màu hồng mà nó sát cái hông, mà nó sát cái mèo kìa trời ơi. Nè nhớ nha, có. Chứ không có nhau. Dạ. Anh trai dò giùm em đọc con gì. Anh trai nói là anh... có không có giùm em nha. Phóng lên. Trời ơi. Đúng trời rồi. Phóng lên một cách nhẹ nhàng. Giống như nhẹ dây thun mà xưa chứ quyền tôi kìa. Giờ cho chị gái mình. Giờ cho anh trai mình. Tờ giấy màu xanh nước biển dùm lại đặc biệt kêu dùm lại 028. Con 39 mấy điểm kêu qua. Có 1. 58. Có 2. 19. Có luôn. Số 9. Có luôn. Anh trai kiểm tra giùm em. Số 9, 19, 39, 58 hợp lệ 4 con hàng ngang hả anh trai?
Dạ ok, anh nói giùm em là 4 con hàng ngang mình đủ. 4 con hàng ngang đủ nha quý vị ơi. Dạ, dạ em tặng cho anh trai đi qua bên đây nè anh trai ơi. Nhận giùm em cái tờ giấy màu xanh tặng. Huy ơi, soạn em Nhi tờ giấy màu xanh tặng cho anh trai mình vừa giờ. Và anh trai chúng thường em gửi cho anh trai mình một tờ voucher từ công ty du lịch Tát Media Tour. Anh trai đi qua quầy vé bên trong nhận giùm em 1.200.000 phong bao lì xì. Và anh trai mình vui lòng quay lại quầy vé giùm Nhi nha. Vui lòng quay lại quầy vé Nhi. Dạ, 1.200.000 cho anh trai mình vừa trúng thưởng. Dạ ok. Dạ anh trai ơi, bước thẳng lên sân khấu giùm Nhi nè. Anh trai ra sân khấu giùm Nhi đi. Dạ, anh trai quay ra giùm Nhi đi. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng em xin được phép nhắc lại. Đây nè. Rồi nè, nhân viên đâu rồi? Anh ghé lại đây giùm Nhi đi. Ghé lại. Anh kiểm tra giùm Nhi có đủ và đủ tiền chưa? Đủ rồi. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh trai và chúc anh trai sức khỏe nha. Rồi nè, tắm với tắm, chặn đường ảnh tặng. Ủa đi về hả? Sao có ông đi ra ngoài ngồi mà, khó không? Đâu? À, ông ngồi ngoài đó kìa má ơi. Rồi, được chặn, nha. Chặn đường lại, tặng cho ông 5 vé. 5 vé đi. Tặng 5 vé. Xin lại 100. Xin lại 100. Trời ơi. Bây giờ là em đang bán cái chị mình là 20 ngàn đồng cho một tờ vé nhân quà tặng phẩm là 500 ngàn. 500 ngàn một dòng lời này nha Huy ơi. Và 20 ngàn đồng trên tầm một tờ vé tầng qua tầng phẩm là 500 ngàn đồng. Kính thưa quý vị, chúng em sẽ được phép nhắc lại lịch diễn tuần sau của chúng em của gánh hát lô tô Mỹ Nhân Ngư tại chợ mới Tân Vĩnh Hiệp. Chúng em sẽ lên đèn phục vụ tất cả quý vị vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Cái đêm thứ sáu thì bình thường là chúng em sẽ làm cái chủ đề song ca cùng khán giả, nhưng mà nó rơi vào cái ngày lễ Du Lan quý vị nha. Cho nên là chúng em sẽ làm về cái chủ đề ngày Du Lan báo hiếu luôn quý vị. Đêm đó thì quý vị sẽ được lắng nghe những bài hát viết về người mẹ. Dạ, rất là ngọt ngào, một cái đêm rất là ý nghĩa. Đặc biệt đêm thứ bảy. Đêm thứ bảy là một cái đêm rất là dễ thương quý vị nha. Dì quên bà nữa. Dạ, đêm thứ bảy là một đêm rất là dễ thương các anh chị. Hả? Lại đến với chủ đề gì ta? À đúng rồi, gấm nhung lụa là. Và team sẽ thể hiện phục vụ các chị những màn catwalk với những bộ trang phục áo dài được may từ gấm, nhung và lụa. Tại sân khấu này để phục vụ các chị mình được mãn nhãn. Sau một thời gian các chị mình phải lắng nghe qua những ca khúc bên trên chúng em gửi tặng thì chúng ta sẽ được mãn nhãn với những phần trình diễn với trang phục áo dài được may từ ba loại chất liệu gấm, nhung và lụa ở phần đầu của chương trình. Và trong đêm chủ nhật chúng ta có chủ đề ngày sửa ngày xưa. Chúng ta giao lưu với những nghệ sĩ lô tô bên trên cho em phục vụ các chị về những hình ảnh từ những câu chuyện cổ tích. Như phần đầu chương trình em cũng đã nói thì người đẹp ngoài sơn sẽ quá thân thành sọ dừa. Mà sọ dừa này lạ với sọ dừa ngày xưa là tại vì sao các chị? Bây giờ nó được phối giống với cái bàn nạo dừa nè các chị nha. Dạ, cái mình bả là trái dừa khô, còn cái miệng bả là cái bàn nạo dừa các chị. Được kết hợp phối giống từ trái dừa khô và cái bàn nạo dừa. Sao vậy? Nói mình đi má. Sao dừa như vậy? Nói mình đi má. Trời ơi, tôi giọng lẫy hoài, tôi mệt quá ơi. Thì hoa bạch với bà đóng sầu dừa thì tôi đóng hoàng tử cấp. Nói mình đây nè. Hai, đi đi. Trời ơi. Chú Đạt ơi, đang làm mà mới đi tiếp khách kìa. Kìa, đang làm tiếp khách gõ gàng kìa. Rồi tối nay là không có lương đó. Lấy tiền khách được rồi nha. Còn làm thì phải chia lại cho chị em nữa đó. Ví dụ như đi được, ví dụ như bả thì cái giá của bả không thể nào qua được 200 đâu. Chắc em đón tầm 79 ngàn. Ví dụ về có là biết điều thì đưa tôi 70 thôi, 9 ngàn giữ lại làm kỷ niệm. Về đâu có lương bữa nay chị đưa hết cho thằng đó mà. Có lương đâu được. Ủa vậy kìa. Thôi, tự nhiên đang làm, đang đứng trên sân khấu cái đi tiếp khách rồi đi tiếp đi. Lát bạn đó trả lương về mà. Ở vô thay đồ về liền. Rồi về đi, không tiện. Hai, các chị mình đồng hồ cho Quy Nhi lời này. Các chị là 20 ngàn đồng nhận qua tặng phẩm 500 ngàn đồng. 500 ngàn đồng cho phong bao lì xì dòng lời này. Quy Nhi kính mời các chị mình ai cho cái giấy thêm xin một bóng tay. Ủa, thay đồ về mà sao ra nữa rồi. Về đây. Về đi, thay đồ về đi. Về đi. Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không về. Tiêu nghề phải không? Tôi chấp nhận năn nỉ. Ok. Quỷ già. Dạ. Nhận lời năn nỉ không? Không. Không luôn. Phải làm một cuộc họp. Họp hả? Họp. Họp coi là có nhận về hay không. Họp đúng không? Họp bự hay họp nhỏ? Họp bây giờ họp lớn luôn. Họp bự hay họp nhỏ? Họp lớn, họp bây giờ là 2 mét, 1.5 mét. Họp gỗ hay họp giấy? Họp gỗ. Họp là loại sơn phết dầu. Họp mà có đầu rồng trước nhét chị vô trong đó luôn. Chôn chị dưới 3 tấc đất chị. Đắp lên đắp cỏ xanh mộ cho chị luôn. Dùm quỷ. Bước vô trong đi. Con này chết duyên con này nè. Còn đóng giày nữa quả, cầm tôi làm cái họp cho bà tâm giác luôn. Trời ơi. Ngay từ dòng lời này các chị mình ủng hộ cho Quy Nhi đó. Mọi người thêm một tờ lá vé các chị ơi. 20 ngàn đồng, Quy Nhi gửi tặng các chị một tờ lá vé. 20
20.000 đồng em gửi tặng anh chị một tờ lá vé và trăm tặng phẩm trong lời này là 500.000 đồng. Ngay từ giờ, Quy Nhi kính chúc các chị gặp thật nhiều may mắn. Chị đi bay, chị đã bay gì đây? Loto, loto, win thầy mà win cô. Bình tâm mà suy nghĩ kêu lộn con cờ kinh. Lỗi ấy tại mình đừng trách em mà kêu lộn à. Mày chị đi bay, chị đã bay gì đây? Số chị đây, mấy chị đã bay gì ra? Hoàng nào gì quê hương? Nhớ lại vui ngày mến thương. Sao nhiều năm cách xa ruộng vườn. Cho sai đánh vợ bằng cái dài bố
mấy đều ăn cùng qua. Thương hồng ngư thật xa, sông đỏ mấy ngà, trăng mưa mỉm cười chờ nhau đám cưới tình em tháng mười. Con 40, con 40, con 40 nhưng con 40 cùng số gì đây à? Năm nhân ba tính xa 15 à, năm nhân 4 ngư 20 tròn à. Năm nhân 5 là 25, 25, 25 có 25. 25 số kỳ đây mai kỳ ra con số kỳ đây số kỳ ra cái nhà em kêu kết cột mà em siêu kêu thật là kiều sửa sang mà cho tốt 41 có 41 41 là dẹp cờ hơn xích lô ở dừng xe. Kính thưa quý vị, con số 41 thời điểm kia qua đã có khán giả may mắn đột dài của gì mình khoan bôi xóa tấm lá vé để kiểm tra lại tờ lá vé cho bốn chiếc bánh trên lòng cầu. Chúc cái dòng loại này dòng loại 20.000 đồng cho một tờ lá vé giải thưởng. Dòng loại này giải thưởng nhiêu nhi? Dòng loại này giải thưởng 500k quý vị nha, để em kiểm tra lại tờ lá vé. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ khách mời đặc biệt Lê Như đã có mặt bên trong sân khấu. Và đôi 3 phút nữa thôi, người đẹp nữ ca sĩ Lê Như sẽ bước ra sân khấu để phục vụ tất cả quý vị. Quý vị mình lưu ý giùm em nha. Đó, khoan ra về quý vị mình nha. 41 chỉ điểm kia qua có 1. 24 có 2. Số 10. Số 10 có 3. Số 5. Số 5 hợp lệ. Số 5, số 10, 24 và 41 đúng. Chúc mừng anh trai. Rồi em tặng anh một cái voucher nha. Rồi anh liên hệ ban tổ chức quý bên trong nhận có bao lì xì 500k giùm em quý vị nha. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, dòng loại này vẫn là 500 hả? Kính thưa tất cả quý vị, dòng loại tiếp theo 20.000 đồng cho một tờ lá vé. Quý vị nhận về cho mình một cái bao lì xì trị giá 500k kèm theo là hai phần quà từ công ty Tasmania Tour và nhãn hiệu mỹ phẩm NYC trực thuộc gánh hát Tôn Mỹ Nhân Ngư. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một tiếng hát cũng khá là mới, đã xuất hiện cũng khá là mới. Nói chung là một tiếng hát mới quý vị nha, một giọng hát mới và một bài hát mới. Và kính thưa quý vị, tiếng hát của người đẹp Tương Tư Bảo Nghi. Vâng, mời công điện không chí điện lãnh động Tương Tư Bảo Nghi xin gửi đến cho tất cả quý vị ca khúc được mang tên Vội Vàng. Yeah.
cô dâu xứ lạ đi để anh Thắng cho cô ba giải quyết. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, mình vừa quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của dạ bài hát được mang tên Bội Bạc quý vị mình nha. Em nói ai bội bạc em gì? Ai bội bạc em? Ai bội bạc em? Ai đâu ai? Dạ cứ ba bội bạc em. Trời ơi trời, hai má trâu môi hả? Trời ơi, ai chưa thầu tiền cho cô? Ai cô ba chưa thầu tiền cho ai kìa? Trời ơi nội, nay ba làm cái đầu hai cái sừng như hai cái sừng hồng hài nhi gì trời. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, dòng loại này 20 cái đồng cho một tờ lá vé, giá trị giải thưởng vẫn là một bao lì xì trị giá 500.000 đồng quý vị nha. Đó thì quý vị có đã có vé rồi thì chuẩn bị dò số. Còn quý vị nào chưa có vé cứ giơ cao để kèm một cái tay giùm em được quý vị nha. Đó chỉ có 20 cái đồng cho một tờ lá vé thì dòng loại này thôi quý vị mình ơi. Rồi quý vị hân tình tham gia tham dự giùm em nha. Rồi ai chưa có vé đâu nào quý vị ơi. Rồi quý vị biết ở đây nè, hàng đầu nè. Đó. Rồi cho em xin tiếng nhạc Roda đi chú Tâm ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
20 của ca lợi bài hai cái vấn đề là ca lại bài là sao, là hát đi gian từ cái chữ đầu tiên cho tới chữ cuối cùng. Còn tao đâu hát giống đâu. Số gì ra mấy gì ra con mấy gì ra rồi gì ra mấy gì ra đâu rồi trời ơi. Số gì ra, số gì ra, số gì ra con mấy gì ra con mấy gì ra. Quận năm có một cây cầu người ta mới gọi là cây cầu ở quận năm 35 hợp lệ 35 mà ba mà hợp lệ 35 mà mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra buồn gì đi buồn gì ra bốn chị đây bốn chị ra bốn chị ra hôm qua qua hứa qua 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 bọn chị nhà qua chân có qua hôm nay không hứa qua qua cả chị nhà qua ghé qua thăm bốn mươi lăm trái tầm lục trái cờ đơn trái nhà luôn bốn mươi lăm số chị đây con số chị đây số chị ra con số chị ra số chị đây con số chị đây ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng xin chờ chân kia quán tiền em đây bán trái sầu riêng nhưng em không bán tình duyên 40 quyền 40 còn 40 còn 40 đã không có chồng xa nè em ơi mấy chị ra giờ chị đây cái mấy chị ra giờ chị ra cái mấy chị đi mấy chị ra nghe em ngã xuống như bao vàng dùng xe sao nhở bốn cuối cùng em là những người sao vàng nằm trên cao thấy con gà trống ghê mới lên cao em tưởng mình con gái thò tay vô em bỗng nghe nháo nhào đây con số sáu 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 là con số sáu con số sáu số gì nào thì số gì đây là âm nhạc cơ hơn. Kính thưa quý vị, con số sáu gì đêm kia qua đã có một khán giả may mắn đọt dài của gì mình khoan bôi xóa tấm lá vé của gì mình nha. Khoan coi xóa lá vé để em kiểm tra lại tờ lá vé cho buổi tiếp bên trên lòng cầu quý vị nha. Dạ. Ê Kiệt Kim Nghi thứ mắt gì sân khấu chuẩn bị ai đây người trúng thưởng trai hỏi nè anh quay nhìn nhỏ thì em cái lại nghi ai đó rồi giá mà hồng 003 hợp lệ 51 có 1 42 có 2 23 có 3 số 6 hợp lệ 003 thì giá mà hồng 4 có hàng hợp lệ 003 ổ lộn số 6 23 42 51 hợp lệ rồi gửi tặng thanh trai dòng đẹp giá này 500.000 đồng. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, ê khoan từ từ còn một vị khán giả đọc giải nữa, khoan từ từ nha, khoan nãy giờ ngủ không nội ơi, ngủ gục hả cha thức dậy quên hả quên không sao đâu kệ lãnh thưởng thôi quên lãnh thưởng luôn đi kệ kệ coi trời số tám có 1 13 có 2 45 có 3 52 trời ơi dòng lại 003 đúng không rồi chia điều giải thưởng cho ai giùm Nhi mỗi cái 250.000 đồng. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời tất cả quý vị, hồi nãy thì quý vị đã lắng nghe tiếng hát của người phụ nữ tương tư, còn bây giờ là người đàn ông gieo tương tư. Người gieo tương tư đến từ phía cầu thủ Quốc Thắng và bài hát được mang tên Kiếp Nghèo. Trời ơi, nó nghèo quá trời rồi. Tôi tâm nằm bên giường với mái chân nghe trẻ thơ thơ.
rồi xong. Dạ. Quý vị được thưởng thức một sáng tác của Văn Phương và Kiếp Nghèo. Nói cho bà nghe. Đây. Con nhỏ hồi nãy hát bài gì? Bội bạc. Bội bạc hát sao? Nhiều đêm khắc khoải niềm cô đơn chợt đến. Trời ơi, một ai chưa có ba cùng hoặc chưa nói cho ai 500. Giơ tay giùm Nhi, ai chưa được chưa thối 500 kìa anh trai. Dạ, anh trai áo đen kìa. Má bên tay trái kìa má ơi, bên tay trái. Giơ tay lại em anh trai. Bốn, một góc 45 độ. Kìa đó, thấy chưa? Dạ, đó, một con nhỏ thì là nhiều đêm khắc khoải, niềm ưu tư chợt nói, cô đơn. Còn một thằng thì vé, chị ơi vé hả chị? Chị ơi, chị quắt vé hả chị ơi? Ui, chị ơi, quắt vé hả chị? Quắt vé hả chị? Không có, mẹ nó không có. Ừ rồi, nghe lời mẹ đi. Dạ mẹ. Mẹ vé bà nói kìa. Dạ mẹ. Ờ đó, một con nhỏ kia thì hát là nhiều đêm khắc khoải không chị? Niềm ưu tư chợt nói, còn thằng nhỏ hát sao? Dạ bao nhiêu em nghe trên trời một mái tranh yêu, một túp điệp tranh hai quả tím vàng. Ờ, đó một thằng thì chung túp điệp tranh hai quả tím vàng. Hỏi gia đình lý do tại sao mà giờ thay túp điệp tranh hai quả tím vàng chưa có mà hai đứa đi chung một xe hoài. Tại đó sao? Nó thằng nghèo mà già nó đéo đầy ngừng. Miệng nó thì là một túp điệp tranh hai quả tím vàng. Con nhỏ kia thì ưu tư tới ngày thằng họ thì túp điệp tranh hai quả tím vàng. Cuối cùng thằng họ thằng nghèo hoài. Bởi vậy hả, tao chống có giăng xe suốt ngày mà đâu có lấy nhau được đâu. Nghèo đâu mà nghèo. Trời ơi, tao hát đêm nào tao hành tao xài hết. Đêm đó tao góp sách, tao góp bé mẹ hết trơn. Trời còn nó hả, trời còn nó tiền là nó xài sao? Tiền là nó có sẵn nó xài à. Còn là tiền đi hát á, nó bỏ trong ống heo. Ống heo không phải ống chuột vợ đó. Mà đang nói chuyện tao tự nhiên khai chuyện mình mắc nợ chứ vợ nhỏ. Chết mẹ. Đất ơi. Tôi cũng không có muốn nói tâm sự là sáng nào FB nó cũng gọi đợi thiện người tiền người thân bà đâu. Ê mày nói gì mày, gọi cho mày hả, gọi cho em hả? Ủa chị đâu có cho xin hộp, chị đâu có cho FB số điện thoại của em. Trời đối với chị em đâu phải người thân của chị. Trời ơi, nó có làm này làm xui, tự nhiên xui nó biết số điện thoại tôi chứ tôi cũng đâu có muốn. Không phải đất ơi, không phải là tại vì bữa đó mà không còn ai chơi với chị nữa, tôi cùng chị đành phải cho số điện thoại của em thôi. Số kỳ vậy trời. Thôi dò xuống đi. Nghe vé trên trai bên đó kìa. Vé con trai kìa, tôi vô lại tay em đi. Đúng rồi anh, du á, du bên kia đó, bên kia nhà cô ba bên tay trái của ơi. Anh trai bên tay trái ngọn cái vé áo vàng đó cô ba. Anh ơi vô lại cái tay mẹ mình. Anh hắn sau lưng tôi mới hắn. Anh ơi vô cái cánh lên lại giùm em. Đó, đẹp trai. Rồi, Hồ còn mấy vé Hồ? Hồ còn 3, 3 với 5 là 8. Trời ơi. Vậy góp bà nội mày, góp mày, mày có cửa làm chủ nợ của chị hả? Có bà. Trời. Chuyện đơn giản lắm ơi. Làm chủ nợ bà chuyện đơn giản lắm. Rồi, cô ba cô Phạm còn 3 vé của gì ơi? Nay mặc cái đầm giống như Miss Grand International lúa đầu lồi đuôi hoài nè. Trời ơi, nay mặc cái đầm giống Nguyễn Thúc Thị Tiên quá vậy. Ừ. Ô là trời. Còn ba, con má đó là Nguyễn Thục vô. Nguyễn Thúc vô lòng ngực, má Nguyễn Thục. Rồi, còn mấy vé nha Nhi? Còn 5 vé. Dạ. Các anh chị ơi, em xin được phép thông báo một thông báo rất là quan trọng. Và trong đêm ngày hôm nay chúng ta có một khách mời đặc biệt, nữ ca sĩ qua sân ca nhạc Lê Như. Và ngày hôm nay sau dòng loại này chúng ta sẽ giao lưu gặp lỡ đến ca sĩ Lê Như các chị nha. Ủng hộ nhanh còn lẽ chị Quỳnh Nhi. Ngay từ giờ ai chưa có giết em xin một ngón tay để đồng Nhi để phục vụ các anh chị. Ai đã có giết rồi chúng ta hướng mắt sân khấu bắt đầu. Giờ số bài 50 bài 50 bài 50 bài 50 bài
đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Ô kìa ai như cô thắm, con mắt nam mắt. Ô kìa ai như cô thắm, con mắt nam mắt. Con số 10, con số 10 là con số 10. Con số 10 thì con số 10 xuống gì đây nè. Xuống gì đây, sát vắng mấy xuống gì đây. Bằng lòng đi em chỉ chơi quê. Một khu lao sân, một dòng sông xanh. Một dừa cây sân hoa trà dương. Thuyền nhà đi qua sông, nụ cười mến mong ma. Ba bảy dòng, ba mươi bảy, ba mươi bảy, ba mươi bảy. Ba mươi bảy, ba mươi bảy, ba mươi bảy. Có số gì đây, số gì đây, có số gì đây, số gì đây. Mấy gì đây, người ơi, hãy đợi. Quần lên cha nội ơi. Trời ơi, sao bà cứ hay nhìn vô cái chỗ đó không vậy bác? Người không có sáng sủa mà ơi, cái này nhìn vô đây. Trời ơi, đường âm đạo không hả? Má nó sao khổ dữ rồi đó. Tờ vé màu xanh 056 hợp lệ 35. 35, 35 đâu để đâu mấy cha? Tôi đang kêu tôi mất kêu nè. Trời ơi. Trời ơi. 35 con dê có 1. 18. 18 là con gì không biết có 2. 58. 58 mà có 3. Số 4. Số 4 là lụm gạo nè. Hợp lệ trao thưởng cho trai mình. Trai mà anh trai đi qua quầy vé bên trong này ông nội ơi. Trời ơi. Ông quay quà vậy? Tôi quay ông bị giận tôi. Hôm nay làm gì không có bà con với bà Sơn hay sao á? Sáng đó ngày quay hoài không nội. Quay hoài à? Quay gì mà cơ. Ờ, bà Sơn bà quay đường dọc, ông quay đường tròn á. Xã ơi, đưa con em giữ cho anh ơi. Mẹ nó con lên mẹ cho bú nè lẹ lên. Tới giờ bú sữa anh à. Vợ con anh hả? Vợ con anh hả? Đi về đúng không? Đi con có cái miếng này là đựng thấm được sữa vô nè. Trời ơi, chứ có vợ rồi con lên đây cua tôi vậy trời. Ờ ai? À, hả? Ai có khùng hả? Ơi, các chị ơi, hỏi cho mình dùng lời này. Em sợ đây các chị mình tờ giá 20.000 đồng nhận qua tặng phẩm 500.000 đồng. Ngay từ bây giờ không để sân khấu lắng động, chào đón sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Lê Như. Dạ
Cảm ơn em Linh nha. Dạ, em là gái Việt Nam, bữa nay em tới đây cái nghe cái hội Ai Cập gì đó. À. Dạ. Dạ, Ai Cập là tôi là bên cơ quan chức năng nè. Tôi em em bên Việt Nam qua mà em thi qua hậu chung. Thi qua hậu. À hả? À, rồi, thi dạ. Đi. Cái giọng tài năng của em giờ em hát được không? Giọng hát hả? Dạ. Hát cái Ai Cập đi. Không, em Việt Nam em. Ta thi Ai Cập hát gì tiếng Việt Nam á? Em không có biết tiếng Ai Cập. À. Dạ. Ừ. Hát tiếng ai đó đi. Không Ai Cập được thì hát tiếng ai đó. Dạ, tiếng ai đó là tiếng em đó. Ok. Vâng, và lần đầu tiên Lê Như xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Một chào và tay thật to cho ca sĩ Lê Như các chị ơi. Dạ, chị ơi, giờ em hát em giới thiệu quê hương em được không? Em giới thiệu quê hương của em được nhờ. Em xin giới thiệu tên tuổi em. Tên tuổi năm sinh. Dạ em tên ca sĩ Lê Như. Dạ tuổi năm sinh đâu ạ? Năm sinh nói cho computer biết năm sinh của em bằng năm sinh của mẹ chị đi. Nói đi em. Trời ơi, đẩy người ta hát đi trời ơi. Rồi hát đi. Ca sĩ nói tên kỳ lắm. Dạ, mà giờ cho em hát đi. Sao mà MC dạ, đi mà. Em tới giờ của em đi dòng sao MC gì mà nhiều chuyện vậy. Hát đầu tiên thì em xin gửi tặng cho quý vị khán giả hôm nay hát quê hương Ba Miền màu xanh lá của Thanh Sơn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Thank you.
thấy nhớ này được, nhớ này được. Rồi, nói nghe nè. Được, không thể hiện là tài năng, ok. Dạ, ai? Nhờ ca sĩ Lê Như và bài hát quê hương Ba Mì, một tràng pháo tay thật to cho ca sĩ Lê Như các chị ơi. Dạ. Cảm ơn các chị mình rất là nhiều. Em đậu không chị? Không, chưa. Sao vậy? Chưa đậu, nghỉ ngơi. Bây giờ mình thay đồ tắm đi, ra dịp cho chị đồ tắm. Em thấy em có giao lưu mà không cho đậu. Trời ơi, cái thông tin ta qua hậu là phải đi đồ tắm đó bà nội. Không, em mặc. Nhưng thay đồ tắm. Em mặc được tắm gì? Sao kì vậy? Ờ, nó có em đã đi qua hậu bóng chờ đồ tắm kìa. Bây giờ tao tắm tao thích mặc áo dài được không? Má giống như má này là tắm không có gội đầu kiểu gì đó, kiểu nó vậy đó, thích tắm sao tắm à. Cái đầu này làm gì gội, cái đầu này gọi là giặt. Dạ, em cảm ơn chị Lê Như rất là nhiều và bài hát đưa em Ba Miền. Thì bây giờ chị Lê Như hôm nay đến đây, trước tiên là cho phép chị Lê Như gửi lời chào đi ạ. Chào rồi. Chào rồi hả? Ờ rồi, chào rồi, vô nghỉ ngơi. Dòng sau hát tiếp. Bây giờ vô nghỉ hát tiếp hả? Dạ đúng rồi. Dạ, rất là cảm ơn chị Lê Như với bài hát quê hương Ba Miền. Và cảm ơn chị Lê Như đã cho phép bé Bảy được song ca với chị với nửa bài còn lại. Và chị Lê Như sẽ nghỉ ngơi. Sau dòng lời Lô Tô mà tụi em đang bán với chị, chúng ta sẽ gặp lại chị ca sĩ Lê Như. Rồi các chị ơi, ai đã có giấy trên tay, Quy Nhi và Hoài Sơn kính chúc các chị gặp thật nhiều may mắn. Người đẹp Tây Hồ còn một vé cuối cái gì đây? Một vé... Trời đất ơi, không phải đi lừa đảo. Kính thưa quý vị, vòng loại này chúng em sổ số xong sẽ có khán giả mình đọc giải. Sau vòng loại này sẽ là vòng loại cái tờ lá vé tặng màu xanh hồi nãy quý vị. Sau vòng loại này có gì nha? Thì quý vị lấy cái tờ lá vé free hồi nãy. Màu xanh mà có ký hiệu chữ free đó các chị, chữ free màu đỏ trên nền giá màu xanh lá cây, các chị mình lưu giữ giùm tôi chi. Đồng loại này chúng ta dò tờ giá màu vàng, các chị mình có ký giá màu vàng đồng loại này vừa mua 20.000 đồng nhận qua 500. Dòng loại sau nữa mới tới tờ lá giá màu xanh cái gì nha. Dạ, mới nhận được thông báo. Ok, dạ. Rồi, đây, chị đây. Loại này có giá từ bác sĩ cấu và chuẩn bị dò số gì ơi? Dạ, tờ giá màu vàng. Màu vàng mấy chị mình mới mua 20.000 đồng dò số dùng nguyên tờ giá màu vàng mã gì ạ Nhi? 010 010 là tờ vé mã, tờ vé màu vàng 010. Các chị mình tờ vé 010 giờ số giúp Nhi giờ hàng 4. Lên nhạc cho tâm ơi. Buồn gì đây à? Buồn gì đây? Buồn gì đây? Buồn gì đây? Buồn gì đây? Mày gì đây à? Buồn mọi người. Con 40 nó con 40, con 40 nó con 40. Con 40, con 40. Con 40. Con chờ gì ra, con mấy gì ra, ai gì ra, ai gì đây? Con hai gì ra em nghe gì con ơi? Em có chim nó hót ra đầu cành. Em thấy gì con ơi? Em ơi thương quá cánh chim chị em nam. 28 mấy gì đây số gì đây à? Mấy gì đã buồn gì đây, buồn gì đây, buồn gì đây à? Buồn gì đây cái tay mà bị biết là cái tay mà bị hư nó 44. Bốn mươi tư cái biệt chẳng vừa chẳng là có chi. 50 nguyên con 50 cái con 50 con 50 đến con 50 số gì đây à? Ba chân em chẳng nát muốn bao tàng em mai ngang đời là người con gái thì làm cho con 18 con 18 thì con 18 con 18 thì con 18 thì con 18 số gì đây con số gì đây số gì ra con số gì ra những trai làng anh cũng tưởng giàu sang những gái quê em khuyên đó con nhà tròn đôi tám đang là bóng bưởi chân tròn đôi chín chồng mô đen sẵn lắm đôi trai tài cây sắc kém chi ai đôi trai tài cây sắc kém chi ai anh nhắm làng trong còn em nhất anh là ngoài 52 của 52 52 số gì đây cái số gì đây số gì đây cái mấy gì đây mấy gì đây dưới anh em mãi là người trên mà trăm năm 35 mà số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây giờ từ giờ đừng giờ đến cuối của 59 số gì đây sao ta không lấy con số gì đây à mày gì đây số gì đây số gì đây cùng bạn nhau trên kinh kia xưa hai đứa ở ngày đầu mà xa thầm đường ga trang mùa này đẹp lắm nhưng sân đông như kiểu mà sân tây 27 con 27 số gì đây số gì đây.
ta số gì đây con số gì đây số gì ra con số gì ra đi dùng mình bất liếm nó vì duyên hai con để hơn sâu công chúa theo màu tam phố trầm đầu xanh không gây lối chi sao hoàng gia nhắn thăm đoàn tình đời con muôn thu vĩnh ly nguyện đời bằng tiếng vàng dội dồn 24 còn 24 lắm đây là trời ơi hên dữ á Hồng. 24 dịp điểm kia qua đã tìm kiếm được chị nhân đặt giải may mắn với dòng lời này. Cái chị ơi khoan khổ sao bỏ lại giá anh chị. Ông nội ơi đây đây con vợ trong nội, ông nội biết cái gì mà ông nội giờ. Rồi đang biết trên đây có không ông nội giờ. Nội này nó kiếp chị với tôi lại từ đầu giờ tới giờ đó tôi không có chịu ông đâu mà. Chà ơi chà. Ờ của bà chị chứ bộ. Chưa mày đặt lấy của người ta. Dòng quỷ. Trời đất. Ờ 24. 24 con 24 đâu 24 nhỏ này mới kêu đó. Mà ơi trời ơi 24 có bò 18 tuổi của chị có 2 40 42 em bầu có 4 hợp lệ trao thử chị gái mình một voucher kèm theo đó là một túi mỹ phẩm đến từ Nhật Nam mỹ phẩm NYC gì vậy? Khuôn kỳ luôn không? Hai cánh chị ở mọi chị ông lấy cái bao lì xì đi anh má đó bà thị bà vô bà lấy rồi. Ở cái dầu gội đầu đi gì gội đầu đi ông nội. Nội đem kiếm gì với tôi từ đầu giờ đến giờ. Phải phải không? Tham tôi không chịu những nha. Thằng chồng sai xịn tôi không chịu. Bậy. Người ta có câu chim khôn chọn cái lành mà đậu. Cái khôn chọn mấy anh nhậu mà nhờ. Bà nhờ đi má. Bà khôn đi tôi ngu cho chấp nhận ngu. Không đánh anh nhậu chấp nhận ngu. Tại sao? Nhậu gì nó đánh vui vậy lắm. Bởi vì bị đánh riết rồi cái mỏ hồ ra đó. Sao mà kỳ vậy? Sai. Ngay từ giờ các chị mà em đang đạo mời các chị mình là dòng loại cuối, dòng loại vé tặng là dòng loại áp chót, dòng loại tờ vé mà em đang bán các chị mình tờ vé màu vàng là dòng loại cuối. Sau khi mà chúng ta giao lưu gặp gỡ qua sự trở lại của ca sĩ Lê Như, chúng ta sẽ sổ dòng loại vé tặng. Và sau dòng loại vé tặng là chúng em sẽ sổ ra dòng loại đang bán. Hy vọng các chị mình cùng ủng hộ với em dòng loại cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay mà từ đầu tới giờ mình vẫn chưa may mắn. Hy vọng các chị mình cùng đầu tư nhanh gọn lẹ cho em một dòng loại cuối để chúng ta giao lưu và gặp gỡ sự trở lại của ngôi sao ca nhạc idol top top, idol Picoline, idol Facebook, idol YouTube, idol YouTube, nữ ca sĩ ngôi sao ca nhạc Lê Như. Thí sinh Lê Như, mời thí sinh Lê Như bước ra sân khấu. Còn đi áo tắm mà đường cho bạn cái ông nói. Ông nói này chị kêu ra khi không cho cái gì nói sao nghe rồi nói. Chị giới thiệu gì nãy em nghe quá trời luôn. Nói lại sự xuất hiện của thí sinh hoa hậu. Hoa hậu cá ngừ Mỹ Nhân Ngư. Sự xuất hiện của thí sinh hoa hậu cá ngừ đang là tôi Mỹ Nhân Ngư. Để ca sĩ ta hát đi cô MC thì nó nhiều chuyện quá. Nói hiểu là ca sĩ ta không có chịu chứ. Điều đàn bà người ta mới chịu đa ca là phải không em giới thiệu lại phải không. Em MC. Sự xuất hiện của thí sinh dòng thi hoa hậu. Hoa hậu cá ngừ đang là tôi Mỹ Nhân Ngư. Thí sinh Lê Như. Cảm ơn chị Dung với trời với đất. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và vừa rồi là một phần giới thiệu rất là vui, rất là vui tươi của em. Và bây giờ thì Như xin hát tặng cho mọi người một bài cũng trữ tình sâu lắng. Nãy giờ thì cùng vui với lại các em của đoàn Lô Tô Mỹ Nhân Ngư. Vì Như cũng về đây được cũng 3 lần rồi. Và Như rất là quý các em ở đây. Tháng này là tháng 7 âm lịch là tháng Vu Lan 4 lần ạ. Dạ bầu đòn chỉnh lại 4 lần rồi. Cái lần kia là quay MV nữa. Lần quay MV là 2 lần, 3 lần, 4 lần. Đây là tháng Vu Lan báo hiếu thì Như xin gửi tặng cho mọi người một ca khúc về hình ảnh người mẹ. Mà ca khúc này Như nghĩ là sẽ rất là nhiều anh chị ở đây cũng biết và hát được, mang tên Nỗi Buồn Mẹ Tôi, một sáng tác MV xin mọi người cùng thử thức ạ. Thank you.
đây, chị muốn đặt trẻ hoa hậu không? Dạ muốn. Tuyệt vời, ban tổ chức nói chị là hát rất là ngọt ngào, tuyệt vời. Bây giờ là ban tổ chức yêu cầu chị hát thêm bài nữa tặng chị trẻ hoa hậu. Một bài nữa. Thiệt không? Thiệt, thật sự. Thề chị thề. Thề, thật sự, thề. Có trước mặt bóng đèn, nếu tôi nói với anh nó dối, bóng đèn cháy liên tục. Thôi giờ chị thề, nếu như mà không phải vậy cho chị không có chồng luôn. Thôi má ơi, tôi lấy vợ bà, khỏi thiệt cái đó hề đó. Ok chị, rồi một bài hát tiếp theo Linh Như xin gửi tặng mọi người ca khúc được mang tên Em Gái Miền Tây, cũng một sáng tác của ca sĩ Minh Vi, mọi người cùng thử thích ạ.
ơn chị rất nhiều ạ. Dạ, em thay mặt cái nắp Loto Minh Ngư cảm ơn nữ ca sĩ Lê Như ngày hôm nay đã có dịp giao lưu với đoàn, và đây là lần thứ tư mà chị đến với đoàn rồi. Khán giả ở đây vẫn rất là yêu mến và mong chờ một lần nữa hẹn chị tái ngộ với cái nắp Loto Minh Ngư và khán giả của trường mới Tân Vĩnh Hiệp. Không. Hả? Chị không á? Trao giải em đi. Giải gì? Kể cho giải vô chồng đi. Trao giải vô chồng đi. Cô Ba ơi,